Ok, như vậy là chúng ta lại gặp nhau qua cái màn ảnh nhỏ của kênh Trải nghiệm TV. Chúng ta cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video sớm nhất từ kênh Trải nghiệm TV của mình nha. Hôm nay thì mình tiếp tục quay về một cái con game Mufika SS18. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây mình đốt B nha anh em. Đốt B để kiếm cái gì? Đốt B để chúng ta kiếm được, đầu tiên là mình sẽ kiếm được một con thú cưỡi nè. Và đâu đó là chúng ta sẽ ra bùa trao, bùa lúc, bên nhẫn và có thêm đó là hoa tai và một số bùa linh tinh có thể là cho chúng ta tăng S các kiểu nha anh em. Thì ở ngoài màn hình các em nhìn vô là mình đang chơi một cái con là Lemuria có cái tên là Magen nữ, thì em ấy là đi theo một cái hướng phép nha anh em. Hiện giờ skill em ấy là đang chuẩn của web gen Admin tiếng đặng đã đang feed lại cân bằng class, không có con nào quá khỏe, không có con nào quá yếu và con nào nó cũng y chang với nhau, kháng với nhau từ cái thuộc tính, kháng với nhau từ cái chất tướng nha anh em, nên không có con nào quá khỏe và cũng không có con nào quá yếu đâu. Ngoài ra thì các anh em kiếm những cái nguồn lợi như là win con C hoặc là cái đồng good rất là dễ dàng. Vì sao? Các anh em có thể là theo dõi một cái group của admin tiếng đặng đang quản lý và điều hành thì có cái tên là Mufika. Khi mà AD người ta up lên một cái bài viết, các anh em có thể là sao chép cái link đó đi dán qua những cái group khác nha anh em. Như đó là một cái điển hình là chạy quảng cáo và quảng cáo review cho cái con game của mình đang chơi. Thì các anh em nhận lại là được win con C và nhận lại là cái đồng gold, cái đồng tiền tệ chính ở trên một cái phiên bản đề cao, phiên bản là RS 18. Thì RS 18 cho chúng ta cái đồng gold để chúng ta mua vũ khí, ép chế trang bị các kiểu dân dân và máy máy. Thì không nói dài dòng lôi thôi và linh tinh nữa, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn để cho anh em biết ngay và luôn là mình sẽ đốt B bằng cái cách gì. Hôm nay mình đã đốt khá nhiều B và cũng không có gì gọi là bắt mắt, và hôm nay là mình nhân dịp mình lên sóng mình đốt luôn để cho nó có phần nào là ngon lành nha anh em. Ở đây mình đã có sửa soạn một số nguyên liệu đó là B, thì B cho chúng ta quay những cái vật phẩm gì thì anh em theo chân mình để quay ra những cái vật phẩm nha anh em. Thì những anh em nào chưa có bến dừng bến đổ và chưa có một AD nào tâm huyết dẫn dắt một cái con game mà nó đã phát hành đã lâu, không có server nhanh quá và chỉ có server là chuẩn, server chơi theo năm tháng, thì các anh em Ôi hãy đến rồi với con game là Mufika. Đến với con game Mufika thì các anh em không có cái chuyện thiệt thòi mà các anh em chỉ có là trải nghiệm nè và tìm hiểu một cái phiên bản đề cao. Vì admin người ta đã ngày đêm người ta fix và ngày đêm người ta hướng dẫn cho những anh em nào tham gia một cái server cao, dù là các anh em hồi trước tới giờ không biết server cao là cái gì, thì một cái xe sành cao, để khi mà gia nhập vào một cái xe sành cao thì các anh em rất là nhiều bỡ ngỡ. Khi mà mình đã có review chia sẻ giới thiệu cho các anh em những cái cơ bản, ví dụ là một cái master, ví dụ là những cái socket hoặc là cái pentagram, thì từ từ mình sẽ cho nó đầy đủ ở một cái nền tảng là mufika.com cho anh em biết nha. Đây là một cái con game là xe xanh 18 nha anh em. Thì lại đằng một cái cối xe của anh thương gia thì mình chọn vào cái vật phẩm là B. Thì B cho chúng ta ra nguyên liệu nè, có ben nè, có hoa tai, có bùa tăng, và đặc biệt là mình phải kiếm cái mảnh này đây anh em. Mình sẽ kết hợp nha anh em, xem nó ra những gì. Nó cho chúng ta một cái nhẫn biến hình. Một cái nhẫn biến hình này nó khác, nó rất là lợi cho các anh em đi BK. Vì sao? Các anh em không nên dùng dội anh em. Khi mà chúng ta đi farm thì ở một cái lượng điểm nhất định thì chúng ta đã có được clear quái, clear boss nó rất tốt rồi. Còn nhưng BK thì các anh em hãy sử dụng cái nhẫn này tốt nhất có thể. Chừng nào các anh em chấp nhận đi BK, các anh em hãy đeo lên nha. Thì ở đây mình đang ra một cái ban, nó ra là phép thuật, tăng phép thuật cấp độ 20. Thì mình sẽ bỏ cái ban này xuống, mình mang cái ban này lên cho nó máu chiến nha anh em. Thì cái game biến hình này cho chúng ta tăng là một cái lượng phép là cộng 700, tốc độ tấn công cộng 10 và kỹ năng phòng thủ cộng 50, tăng HP tối đa cộng 50 nè. Ở một cái lần quay tiếp theo thì chúng ta sở hữu những cái cây đồ gác đây. Ở đây là một cái cây gậy cho cái con Guna, còn gọi là tiên linh. Cặp kiếm gầm không có gì gọi là bắt mắt. Kèm theo đó là một cây gậy của cái con DL. Qua như vậy là chúng ta đã ra được một cái mảnh ngựa nha anh em. Chúng ta có được một cái mảnh nguyên liệu chính để chế được một cái con ngựa ma. Thì ở đó là chúng ta thiếu là 10 cái cánh chim nha. Thì ở đây mình có được một cái cánh chim rồi. Còn thiếu thêm 9 cái cánh chim nữa thì mình lại mình sẽ test cái vận may và cái nhân phẩm của mình xem là nó có ra được nữa không nghe anh em. Ở đây cho chúng ta hai loại tiền tệ đây, một loại tiền tệ là B và sụt, ở dưới là cà ghe thì mình đã có review cho anh em biết rồi. Nguyên liệu cánh này á thì nó sẽ cực kỳ khó vì nó sẽ ra random,
nên chúng ta phải từ từ xem, là mình test một chút xíu nữa xem sao. Hôm nay mình đã test 4 lần thì nó đã ra được một cái mảnh chính, xem là mình test bao nhiêu lần nữa thì nó sẽ đủ cái nguyên liệu cho chúng ta ép một cái con ngựa mai anh em. Nếu mà thời gian quá dài á thì mình sẽ tua bớt nha. Thì chúng ta quay được một cái nguyên liệu là ép xối luôn nha anh em. Nó cũng khá là ngon lành, khá là may mắn nha. Vì những cái mảnh sừng gãy này thì chúng ta có thể là tích lại để đi xây một cái con xối tinh nha anh em. Khá là ngon lành. Và ra thêm một cái ổ là cho chúng ta 4 slot. Và cái ổ của mình đó là chỉ có 3 slot thôi. Thì mình sẽ bỏ xuống và lấy một cái ổ 4 slot để đẩy lên nha anh em. Khá là tuyệt vời nha. Thì mình đã quay được giờ cũng khá là nhiều anh em, nhưng mà nó không ra đủ là 10 cái cánh chim để chúng ta khảm được một con ngựa ma. Thì mình đêm nay mình sẽ cố gắng làm cho nó ra đủ 10 cánh chim để mình khảm ngựa ma. Và clip sau thì mình sẽ chia sẻ anh em một số thủ thuật cơ bản về một cái con xe sành 18 này để cho anh em kịp nắm bắt nha. Thì hiện giờ các anh em có thể là tích B nè và tích S BC thương gia ở map Eberland, rồi chúng ta có thể là xây chế ra kiếm những cái nguồn thu. Ở đây admin người ta đã táp vào trong đây rất là nhiều nguồn thu để cho anh em chúng ta sử dụng, và cùng có những cái mà chúng ta vào trong đây không cần phải đi kiếm quá xa xôi, không cần phải biến chế quá nhiều, và admin thì người ta đã làm sẵn hết tất cả cho các anh em rồi, nó rất tiện và lợi nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video lần sau.